mình trong số của chúng ta có thể khi mà chúng ta có học thì là đạt ra được nguồn rất là nợ ở và nào tức thì ông là một vị công tử của đại học giỏi rồi, ông thông minh rồi, ông có một cái thông minh rất là đặc biệt, và tướng cũng đẹp mà to lớn cũng là coi như là đẹp trai, nhưng mà khi ông đi tu đó thì ông được chứng được cái quả là lục thông, tức là cái thần thức thông hai tâm thông đủ cái thông mà như là biến hiện tự tại, ông được quả gì đó. À, mà có một cái lối ăn nói rất là tuyệt vời, diễn biến rất là tuyệt vời, và cho nên như vậy mà ông làm cho nhiều người rất là thích thú. Thì khi đó thì ông làm cho một cái giáo đoàn riêng, thì ông muốn giữ được Phật là ông ngài già rồi, cứ theo con nghĩ đi, để cho con là một người lãnh đạo cái giáo đoàn này, thì Đức Phật thấy ông là có tài đâu, nhưng mà không có đức. Cho nên Đức Phật nói là ngài là điều là đạt ra thì tôi cũng còn sức khỏe, cũng còn cái trí nhớ thì đánh giữ tôi sẽ hướng dẫn xuống đường địa này. Thì trong khi là địa tử lớn của chúng tôi như là ngài Điện Trần Nhân, ngài Sa Lợi Pháp, ngài Một Kiều Liên, ngài Ca Diếp là rất là lớn, nhưng mà khảo ra người đi giao thầy thầy là người luôn sao mà giao cho thầy họ sẽ rất là làm gì tất cả hơn là vì an tâm rằng họ con chú con cá là tham gia cái đó thì nó sẽ trở thành cái viên đá mà họ chưa hiểu được đấy, thì họ sẽ có cái không được tốt. Thì khi đó ông mới tắt đầu ra, ông vừa cái thân thế của ông vua A Xà Thế, ông tắt đầu ra bây giờ cái Đức Phật, thì ông trở thành một cái đấu nhập thờ Đức Phật. Còn tại thế đã có người trong giáo đoàn tranh giành quậy phá lẫn nhau, thì huống chi nó thờ nay chúng ta xa Phật quá lâu, con người thì nghiệp trước nặng nề, thì trong một cái giáo hội, trong một cái tổ chức thì cái chuyện mà chia hai chia có là cái chuyện thường tình. Thế gian chỉ có hai người chồng một gia đình thôi, mà có nhiều một ý này người nhỏ ý khác thì muốn chỉ là một cái tập thể, mình chỉ cắt nó thôi là mình đi nhiều nói thì mình lại thật sự ra cái việc gì nó có nguyên nhân thì nó có một việc trước thì cũng sai đó. Cho nên Đức Phật lấy cái Phật trên cái người không hóa Đức Phật, không hóa tai nát giáo đoàn hả, nhưng mà Đức Phật dùng cả con mắt trí tuệ cho biết trí tuệ đó, thấy ẩn mặc dù là phàm phu, mặc dù là tranh hơn tranh thua, nhưng mà trong cái thân ẩn tàng này đó, nó bắt đầu cái tánh giác, tức là một cái tánh tốt của anh. Cho Đức Phật mới lấy ẩn là điền và đặt ra cuối cùng ha. Ngày xưa đó, trên cái xã hội bây giờ nó khác, còn ngày xưa là người nữ là bị phụ gì hạ thấp, chỉ có nghĩa là ở nhà lo công việc phụ trợ chứ không được làm quan, không được làm vua làm tướng hay là làm những thứ chức chức lớn. Hồi xưa họ quan bị nhẹ đó, thành thử là người nữ bị đè rất là nhiều. Nhưng mà Đức Phật cách đây 2600 năm hồi đó mà ngài đã cách mạng rồi, ngài đã đưa tới nam nữ bình quyền rồi, trong khi các giáo hội khác như là các giáo hội bên Hồi giáo là không cần có người nữ đứng lên trên giảng đường và được làm một vị lãnh tụ, bên Thiên Chúa giáo không bao giờ có một người nữ mà được làm giáo hoàng hay là làm thần vi hay là làm thám giáo hội, chỉ là làm ma sơ là còn không. Mà máu đây là được ma sơ đó, máu thờ kỳ thiết là thiết thế kỷ thứ 18 là được không, trên thế kỷ thứ 19 hay vô thì bây giờ thì nó tiếp tục đó. Còn Đức Phật á, bình đẳng đấy là chỗ ngài là thăng nam thăng nữ, có sai gì có khác nhau, nhưng mà cái tiếng nghĩa
thì có hai cái đối tượng trước. Một á là đã thầy hiện tâm xíu nó bị này đó, à trí đức bồ tát bạch bí đức đa bảo rằng bạch đức thế tôn, bây giờ con mời ngài trở về phổ trụ, tức là trở về cái phổ trụ mà cái nhà mình. Thì đức thế cao đây này ông trí đức, ông chờ trong giây lát nữa sẽ có một vị bồ tát đến đây sẽ tham viếng lẫn nhau và ông hãy về được cái mong muốn. Thì khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni vừa mới cao đó thì ở từ ở biển năm có một cái tòa sen láo nổi lên, thì trong đó có ngài Văn Thù Sư Lợi hiện tới và chào với ngài Trí Đức. Nhớ một cái từ rất là quan trọng nha, chữ trí và đức là một cái ý. Trí đức là gì? Cái trí của mình nè, cái hiểu biết của mình nè, là do mình tích chứa, mình học gì, mình hiểu biết gì, mình chứa dốt lại về trí đức. Còn cái chữ mà phép thù xương thở đó là cái căn bản trí, tức là cái trí ở trong mỗi người chúng ta, cái đó gọi là vô số trí, tức là trí đó do tu tập, do sáng tạo, do thiền định mà cái trí nó thường sáng, cho nên cần kiến hợp lên mà không có từ cái núi gì ra hay từ cái làng xóm gì đấy mà nó cần kiến, tức là muốn nó là cái biến là cái trí của Lão Nhã. Từ đâu trí của Lão Nhã sanh ra ông Văn Thù Sư Lợi? Văn Thù Sư Lợi có gặp ngài Trí Đức Bồ Tát, đó là thì ông Trí Đức hỏi bạch ngài, ngài ở biển đó, ngài thứ hai dạy chúng sanh cái gì, thì ngài đã tu tiên hành trì trên pháp hoa với cái kết quả như vậy là ra sao, thì ngài đã tu chậm. Từ khi mà tôi dạy trên pháp hoa đó, tôi dạy cho họ tu đó, thì những người mà thành phẩm rất là nhiều, thì chưa kịp chứng minh thì từ biển trong Bồ Tát coi như là văn tập về của đạo tràng Đức Thích Ca nhiều vô số kể. Đó thì đã là những người này nè là đệ tử của tôn giáo quá là thời gian vừa qua ở biển Đông đó. Đó thì ngài Trí Đức mà ngài Trí Đức hỏi như vậy thì có ai chúng sanh mà được thành hoặc không, chỉ là Bồ Tát thôi. Thì ngài Văn Thù có trả lời là có con gái của vua Rồng Tam Diệu La là nàng Lan Nữ, chữ Lan là rồng, nữ là nữ cái, nữ là nữ cái đâu mà rồng cái, tức là súc sanh, mà súc sanh cái được thành Phật. Ông không tin, ông tin là trải qua Đức Thích Ca Mâu Ni, trải qua nhiều Đức Phật tu vô lượng kiếp cực khổ mà chưa thành Phật, huống chi cho một nàng lâm nữ con của vua Rồng Tam Diệu La có 8 tuổi mà được thành Phật, chúng tôi khó tin quá. Thì bà Lâm Tự hiện lên đủ tướng trưởng phu biến thành thân nam tử và đến dưng Đức Thích Ca Mâu Ni màu sau chuỗi bằng Ngọc Ma Ni. Thì hỏi khi mà chính thức Trí Đức rằng ông có thái chủ dưng cái sau chuỗi này có Đức Thích Ca Mâu Ni không, ông đã thái, ông nói cho kịp, ông thái có nhanh không? Nó rất nhanh. Nếu ông thái tu dương sau chủ còn có thời gian không gian để đưa qua nhạc tu dương lên Phật nhận, cái thời gian mà tu thành Phật nó cũng nhanh hơn triệu triệu lần. Ý là mê và ngủ giống như cái ngọn đèn này, mình vừa pha công tắc là nó xua tan ánh sáng trong phòng này 30 ngày tốt vui á, mà chỉ cần vừa pha công tắc là ánh sáng bừng lên là tự là cái món đen là đi liền, chứ không phải là chờ cái thằng này nó cũng có một tháng nào không có một bị tối cũng có năm mình tập lên thì chờ một tháng xong cái đẩy tạ cái bóng tối liền, không phải gì vậy. Cho nên cái mê là cái ngủ nó thuộc về nhất thầu, đó là cái điểm Đức Phật nhấn mạnh. Cái người mà gây tạo tội lỗi như ông Thiền Bà Đạt Đa mà nếu có tu có sửa đó được thành Phật, đó là một cái điều cơ thứ nhất. Cái nhu cơ thứ hai là một nàng nam nữ như là một cô gặp cái
mới trả lời để chứng minh họ như vậy. Thì có trong cái thẩm quyền và là ra thứ mười hai hôm nay mình nói vừa lại đó, nó có ba điểm, ba điểm nhấn. Một là ngài Đi Bà Đạt Đa, hai là Long Ngữ, ba là Tứ Tích. Như vậy thì hôm nay quý vị được nghe, được đọc, được hành trì cái thẩm kinh thứ 12 này. Mong quý vị ráng, mỗi người chúng ta có cái tâm giác này, ráng đủ hiểu, đừng có thấy mình phàm phu, lỡ là tội lỡ thì mình phải sám hối, rồi mình ráng mình ăn năn mình tu sửa cái đường lên thượng lỡ rồi. Chúng tôi đã lỡ ăn mạng rồi, đó là ông ngày làm mình ăn mạng, ăn mạng trai mà lỡ sẽ mau là bốn người kia rồi. Bây giờ không làm luôn cái quốc trọng nào không thái gì vậy. Sáng sáng mình ăn mình quên mình ăn mấy người thịt, ngày trưa mình nấu thịt nhiều mình luộc ra mình ăn mình hát nguyện đừng sát sanh nữa. Cái đầu đấy là lỡ được lỡ bị chuột nuốt luôn hả? Cho nên nó trong kỳ kiều có cái đoạn là gì đó chỉ điều phải rồi kỳ kiều chỉ lỡ rồi bác thanh nuôi cha rồi. Cho nên cứ khi mà đi thịt khi gặp anh Tình Mã thì lúc mà đi tấu nó cái chùa của cô đi mà ghét nghiêng đi ra ăn cắp vàng, ăn cắp đồ vàng nào của cái bà đó kia mà biết bà kia là chuyện này rồi hả? Thư là bà thư dạ. thì vợ phúc sinh đó không thì ăn cắp rất là nhiều hết, ăn cắp và thì có cái đồ vàng cho nên đi chết cũng vàng đó đi ra chùa cũng rất nhiều vợ đi tu. Thì khi mà biết được có thiền bà này đem cho một cách thì chỉ sợ có cái nhã xong cái tự tử, cái nhã xong cái tự tử thì coi như là cuộc sư cô giác viên này nó thấy tội quá, không biết nó còn sống hay chết. Thì bảo biết là có biết chạy cuốn cuốn gì bảo biết biết với ông chài nước lấy ông rang chài nước nên là có cái sáng thế còn có tự tử vậy này biết nó gì mà nó nổi nó chưa có đâu rồi nó luôn nắm như này. Thì mai cho các ông chài nước dưới này nước nó trâu xuống á thì mai có biết một người để cứu. Thì không nào là cái xác của cô Kiều á nó trâu dưới phần nào có máu chìm nó nắm thì nó còn vào cái đạp lên nó trâu dưới kìa lớn như là mọi dân họ đem ra thì của cô trong chùa mới đi thôi. Cuối lâu thời gian rồi cô đã thay một người lãi tướng tá bò lành mà lên được tám lần nữa của đi thay có thêm một lần nữa tá giá một lần nữa cho nên cô bị một câu danh từ là thăng lương bao quản lắm đầu, tức là đã là cái thằng con lương rồi thì sợ được cái đầu bị lắm buồn, tức là điều mạnh biết không đã để mình tu tu sự tu đi thì giờ muốn có chồng thấy người ta có danh quá có lực quá cho nên cái theo điều mạng không thêm một nữa đi mai là hy vọng. Nhưng mà không ngờ tôi nên từ mãi tôi chỉ còn nói cái câu chấm chế nữa thằng lương thật quản lắm đầu đó. Cho nên theo cho nên lúc đó mà chỉ gì cũng thành minh đó thang bàn thành minh cái ít thang bàn đó thì chỉ mới nói câu là cái anh gì mới nói câu như thế này gì mà nổi danh tàn khắc một thầu sâu sao ngoài cửa khiến người tiếng anh nhớ nhớ rõ đâu, tức là cô đảng tiêu chết với mộ á mà đảng tiêu là gái đàn châu rồi cái cũng dịch bệnh gì đó chết cho nên lúc mà câu cái mũ đất vua thì xanh cỏ thì tìm đi ngang qua nghe người ta kể thì phúc sinh đó đi em của cua hối chỉ gì mà chỉ là ngồi đi tháp xuống hướng chỉ thấy là thằng cặn mà nó giống như đặc tiên hả. Cho nên sẽ mà khi mà gặp cái anh gì mà tạc ra cái đầu tiên nó đây thì sao hả không gì kim trọng à kim trọng đó thì anh mới là mới con thơ lên là nấu danh tài sắc một thì sâu xa ngoài nghĩa cửa tiếng gì tiếng anh tức là người đẹp được đẹp đẹp giống như hoa hậu cho nên ai cũng ham mê đó nấu danh tài sắc một thì mà một thì tức là một thời đó sâu xa ngoài cửa tiếng gì tiếng anh tức là cô thiệt quá rồi nhiều người mê nhiều người câu đi cô nhiều người mê đắm cô nhiều người coi như là làm quen cô cho nên sâu xa ngoài cửa tiếng gì tiếng anh tức là nó phải chặt ra gì hết nha là ý như vậy
ý thơ vậy, cho nên mình có thể là khi mà tìm ưng anh kim đó, tôi có từng hái sao thì không ngờ bị vụ sống hiến hến đầu hàng hến đầu hàng cái đấy ở đầu hàng cũng rất cho một thứ cũng rất nhiều đất rồi đâu cai trị, nhưng mà không ngờ từ hái vừa đầu hàng là bị vụ sống hiến cho cùng các chối chế độ tôi tìm trăm đầu không biết sao tìm được tới tự tử hay là thứ hai là hai là tự tử làm sao chỉ chết luôn làm trước là nhờ cô sư cô giáo viên giới thiệu rằng này coi như là đi nào luôn không còn nữa thì ý muốn nói rằng là đừng bao giờ mình phải ráng mình lỡ giảm chân đừng bao giờ giảm chân cho nên họ được hỏi hết câu một là giảm thức một là giảm chân đâu nữa giảm thức là dơ là ấm nhưng mà đi giữa chân Phật Đà.